Thank you.
nay thì chúng ta được được cái đó và là nó yêu quý sức khỏe ha, bảo vệ sức khỏe với cái là nhóm chạy bộ, nó sáng nào cũng chạy bộ, buổi chiều đi làm về chạy bộ mấy chục cái số vậy đó. Đó, thế là họ rất là đoàn kết ha. Thì các anh chị đây thì chúng ta biết đấy là có của cộng đồng, cộng đồng giúp chúng ta ngày xưa bây giờ đó ha. Nói đến các cộng đồng ai cũng biết ha, trong buổi qua các cộng đồng làm cái cầu nối này là các anh chị đến với chúng ta, thì các anh chị góp với người một chút đó, gọi là chúng ta cầu nguyện với Chúa, với trời ban bình an cho cái đoàn gọi là đoàn cái nhóm chạy bộ ha, thể dục thể thao chạy bộ để cầu nguyện cho các anh chị nhé, để chúng ta vui vẻ ha, khỏe không? Trước tiên là thay mặt cả đoàn xin lỗi bà con vì tới hơi muộn do là cái xe nó đi chậm quá. Bây giờ thì chúng con sẽ thay mặt cho cả đoàn để gửi tặng cho mỗi hộ gia đình của mình là một túi gạo và một cái bình quà như thế này. Hy vọng là chút quà nhỏ này của anh em tụi con ở Sài Gòn cho bà con mình cảm thấy vui, có động lực trong cuộc sống đi làm và hàng ngày khó đi lấy nhà thờ xin cầu nguyện. Mình sẽ lên nhận được bao gạo một túi quà này, sau đó là mình có thể đi về và nhận được được hàng ngày ạ. Để cái chỗ xe lên đó mình ra xây rồi xây cửa ra.
Vậy đó hả? Vậy đó hả bạn? Ừ, con tên gì? Con tên gì? Mai Huyền. Mai Huyền hả? Dạ, Huyền nhỏ nhất lớp và nhảy xuân nhất lớp luôn. Dạ, giờ về đó hả? Thôi, chào đi. Chào về đi. Thank you.